Vâng chào các bác. Hôm nay em toàn thắng đại diện cho shop hàng Nhật tuyển chọn lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Thì hôm nay em mới về được ba em 7 tấm điện cực các bác nhé. Ba em đẩy tấm điện cực à, gồm bao gồm hai em Sanwa RVK7 và một em Neverloop SD501 các bác nhé. À, sau đây em xin đi chi tiết vào ba à, à, chiếc máy này. Thì à, nếu mà bác nào đã biết về sanwa rvk7 rồi thì em cũng không cần phải giới thiệu nhiều với các bác nữa sanwa rvk7 thì 7 tấm điện cực nỗi lọc 16.000 nít cho chúng ta giải ph từ 2.5 đến 10.5 và lấy trên màn hình rất là à, rất là tiện dụng các bác nhé sanwa rvk7 này thì nếu à, với tài chính dưới 20 triệu tổng năm đặt thì các bác là một cái À, mẫu uh, máy lọc nước rất được nhiều người uh, lựa chọn các bạn đấy các bác uh, để ý San loa rồi với các 7 như em về thì thì các bác xem này San loa thời với các 7 về đa số là bán hết luôn các bạn bác. À, bác nào có nhu cầu về 7 tấm điện cực nói lọc 16.000 lít thì những máy alo cho em à, những máy alo cho em 0914300368 các bác nhé Nhà em uh, sẽ đến tận nơi lắp đặt cho các bác uh, mọi miền tổ quốc và đặc biệt đây có một em uh, Never SD 501 các bác Never vào lúc SD 501 con này thì còn nguyên sách vở giấy tờ đây hàng uh, hàng mua từ bên kia họ vẫn còn thế này các bác nhé đây, nước muối này uh, nước muối tăng cường điện phân này đây nó còn nguyên uh, vòi này, đấy, à, dung dịch uh, thử pH này, con này là muối, muối axit, uh, axit chích này, đấy à, và van xả thải các bác. Đây cái vòi của nó thì bình thường con uh, đây em giới thiệu các bác con nè, vào lúc nó sẽ bấu được vào đây, bấu được cái vòi rửa bát và nó sẽ cấp cho đây. Đây em uh, cho các bác xem uh, quyển hướng dẫn nếu bên Nhật ấy, là người ta sẽ cấp thẳng vào cái vòi nước trực tiếp. Nhưng Việt Nam chúng ta thì cần uh, phải qua bộ tiền nọc xử lý nước xong mới cho đầu vào. Đấy, phụ kiện này, phụ kiện các bác nhìn này, nó còn nguyên phụ kiện. À, vòi là một này bàn này là hai này muối này Đấy, à, tất cả các phụ kiện đầy đủ hết các bác nhé đây bên nhật thì họ sẽ lắp như này kết hợp đây các bác nhìn vòi vào đây bổ vào đây và cho ra máy lọc nước vặn thì xả thẳng xuống thì là vòi cấp lên là ion kiềm À, bên Nhật thì đảm bảo nước thì nó lại sạch các bạn Đây các bác nhìn nõi nọc của hãng Engalic nguyên vẹn Nếu các bác nào thích mẫu SD501 này có thể liên hệ với em 0914 300 368 Máy này thì nhà em đang bán với cái tài chính 21 triệu đồng các bác nhé 21 triệu đồng À, 21 triệu đồng San Hoa 7 thì nhà em à, bán với cái giá là 16 triệu đồng các bác nhé 16 triệu đồng à, Bác nào quan tâm thì những dòng 7 tấm điện cực Lõi lọc 16.000 nit và 12.000 nit Có thể nhấc máy alo cho em Hàng bao cam kết à, Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé Mang đến tận nơi năm đặt các bác phải gửi tiền Các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm hàng nhà em, bên nhà em bán ra Và gửi đi đến gửi đến các bác Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ. Shop nhà em có địa chỉ tại Khói Châu Nghiên. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp các sản phẩm. Bác nào xa thì em có thể ship hàng tận nơi, nắp đặt xong các bác phải gửi tiền các bác nhé.